cảm ơn những tràng pháo tay dành cho Quỳnh Anh của quý vị khán giả. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và tiếp theo chương trình xin mời quý vị trở lại với đơn vị Đồng Khuê qua bài múa Đổi Lễ Lên Chùa. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Dương trần, nay con về với cửa nhân cõi.
trong đời Phật chiếu Phật chúng.